xây dựng nên vui, thắp hân hoan cho đầy giấc mơ em đây. Mừng em đêm xanh có trăng cài, mừng em hoa thơm ướp vai, mừng hết thương yêu này, sinh nhật giữ thơ ngày lâu dài. Mừng em mây trắng,
của Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Và cùng nhà. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy sốt sắng dâng lời cầu nguyện lên Chúa Giêsu, Đấng đã tái thương sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria và đã ở nơi chúng ta. Xin người đối thương đến ở trong nhà này và hiện diện chúc phúc cho nhà này. Xin Chúa Kitô ở đây giữa anh chị em, nuôi dưỡng tình bác ái sinh đệ cho anh chị em. Chúa vui sẽ buồn với anh chị em. Còn anh chị em theo lời dạy và gương mẫu của Chúa Kitô, anh chị em trước hết hãy cho nhà mới này thành nơi cư trú. Bài chúc phúc âm theo Thánh Luca. Khi tới gần hai ông định đến, Chúa Giêsu có vẻ như muốn đi xa hơn, nhưng các ông cố mời rằng: "Xin ông ở lại với chúng tôi, vì đã chiều gần tối rồi." Chúa bằng lòng và ở lại đó các ông và giải nghĩa kinh thánh cho chúng ta dọc đường đó sao? Đó là lời Chúa. Đã ở gần người giữa chúng ta. Lạy Chúa,
tôi đã thắng hóa đời sống gia đình thì ở Đức Ma Thái A và Thánh Kiêu Xe. Xin đón yêu đến chúng con trong nhà này để chúng con cảm thấy từ Chúa là thử thách của chúng con và chúng con tôn kính Chúa đứng đầu chúng con. Mọi kiến tạo kiên cố trong Chúa đều vươn lên thành ngôi đền thánh. Xin làm cho mọi người trong nhà này biết tạo diễn với nhau nên đền thờ đi. Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã tiếp nhà riêng và có tinh thần nghèo khó, vui vẻ nhận sự tiếp rước của bạn hữu Chúa. Xin cho mọi người đang tìm kiếm nơi ở với sự giúp đỡ của chúng con sẽ tìm ra được nhà cửa xương đan. Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con. Lạy Chúa, xin nói thương các con tới Chúa là những người hôm nay xin làm phép ngôi nhà này và đang là xin phép lành của Chúa để khi ở nhà này họ cảm thấy Chúa là nơi nương tựa, khi đi xa nhà này họ vui mừng có Chúa là bạn đồng hành và khi trở về nhà này họ được thánh phép rửa mà chúng ta lãnh nhận nhớ đến Đức Kitô đến Chúa chủ chúng ta và cuộc sống cầu nguyện phục sinh của người. Chúng ta làm cho thánh giá. Nó liền hả?
Dạ, dạ, dạ.
Đó,
tôi đề nghị qua nơi trước coi. Rồi lên nè, 1, 2, 3. Trong lòng cha ngày đó mẹ khắc ghi thật sâu trong tim bao lần sống sâu.
chúc cho ngày mai mà môi người đến.